Huy Luân, CC Trương, Trương Bảo Như, Lê Vũ Phương, Minh Sang, Henry Ngọc Thạch, Trương Diễn, Tánh Linh, Thiên Phú, Quách Giang Anh, Hiển Vinh. Và ca sĩ Nguyễn Phương xin được giới thiệu nhóm Phù Sa, nhóm V Music, nhóm Sen Việt, rapper nhí Sumo và nhóm thiếu nhi Sông Con, bé Bella Vũ, Oscar Vũ, Gia Kiên, Bảo An, câu lạc bộ nữ nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ nhân Ba Phương, các nghệ sĩ cải lương, Cẩm Loan, Hoàng Đông Danh, Lê Tín, Thi Như, Diễm Hoàng, Phương Hiền, Phượng Hiếu, Hoàng Trương, Hồng Yến. Sự hiện diện của các diễn viên Hiền Mai, Lý Hương, Hải Lý, Kali, Thanh Duy, Vân Thanh, Doan Nam Liễn, Phương Ngọc, Nguyễn Jessica, Hương Thôn, Hoàng Quyên, Phạm, Hằng Phạm, Thanh Thiện, Phước Hiếu, Minh Châu, Kim Khánh và Nguyễn Hiền. Xin được chào đón nhà biên kịch Thanh Hương, đạo diễn Xuân Phước, Minh Khôi, Hòa Liên, nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa, Hiền Phước. Xin được chào đón Hoa hậu Đàm Lưu Ly, Á Khôi, Phong Châu, Miss Thảo Trần, Hoa hậu Thái Nhân Phương, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh. Xin được giới thiệu các nhà thiết kế Minh Châu, nhà thiết kế Xuân Thảo, nhà thiết kế Trân Trân, make-up Gia Khang, nghệ sĩ Âu Khang Hồng Dương, nhiếp ảnh gia Thành Xuân Anh, danh nhân Thu Nguyệt, các nhiếp ảnh gia Thanh Việt, Trương Phúc Lập. Xin được giới thiệu Trung Giang, Trung Phong, Thế Phim, Xuân Tiến, Ruby Nhi, Lý Ngô, Giảng Ngọc, chú hề Sido và Mr. Vui. Chúng tôi cũng có thấy sự góp mặt của nhiếp ảnh gia và sĩ Điều cũng đã hỗ trợ đồng hành với chúng tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ phía ban tổ chức của chương trình. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây, trước khi chúng ta cùng đón nhận những niềm vui từ chương trình, sẽ là những món quà âm nhạc sẽ được tiếp tục gửi tới tất cả quý vị, đặc biệt là dành tặng cho tất cả các em nhỏ ở đây. Ngay bây giờ sẽ là những chàng trai của một nhóm nhạc mà các bạn nhỏ cũng rất yêu mến. Hãy dành những tràng phá tay thật đồng nhiệt cho phần trình diễn của nhóm V Music. Chào phép Happy Music gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các em, tất cả mọi người đang có mặt tại sân khấu. Chào mọi người đi nào. Đã cùng diễn đến và chúng tôi đã cùng chung tay góp sức chia sẻ với những hoàn cảnh.